Mình đang có mặt ở bánh canh cua Úc Lệ. Nó nằm ở số 210 đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm nằm ở mặt tiền đường Tô Hiến Thành. Ở phía đối diện với tiệm là cái đường vô khu phố 7 Văn Hóa. Mình xin nhắc lại là tiệm nằm ở số 210 đường Tô Hiến Thành. Để mình cho mọi người xem bảng giá. Tô đặc biệt là 65.000, xương hoặc là giò. Còn tô đặc biệt nữa là cũng 60.000, cái này chắc là không có xương giò. Tô thường 50, có bán bún riêu, canh bún 35.000. Đó, đây là tiệm bún riêu. Tiệm nó không có cho mình lại gần, nó sắp bàn ghế vì lý do phòng dịch á. Chỉ cho mình quay từ ngoài vô thôi. Đây là chỗ giữ xe của tiệm. Giữ xe miễn phí nha mọi người. Đây là nơi ăn uống của quán. Đây là cái nơi bán giò cháo quẩy hoặc là bán mấy cái món mà mang về. Mình đi với là ba má và vợ mình. Ba người đang vô ngồi chờ sẵn rồi. Pha nước chấm được để một cái dĩa cháo quẩy sẵn. Đó. Không gian của tiệm thì nó không có cửa sổ, nhưng mà được trang bị quạt đầy đủ. Đây là bốn tô của nhà mình. Bây giờ mình sẽ đi theo anh này thử coi có phải không. Đây, mình ăn tô đặc biệt là tô có giò. Còn ba má mình với vợ mình ăn tô bình thường. Tô của mình là mọi người nặng miếng chanh lên. Bự quá xì nái luôn. Còn đây là tô thường. Thì nó nhỏ hơn chút xíu. Ba má mình cũng ăn tô thường luôn. Đây là cái gì đây? Chả phồng. Huyết. Mình là mình ăn một tô giò. Thịt lát. Đây là chỉ nước chấm. Ở đây có bán luôn nước mía 10.000 một ly. Sau đây là mình nhận xét. Nước thì rất đậm đà, đồ ăn ngon. Nhưng mà cái muỗng nhựa thì nó rất là ọp hẹp. Nhiều khi múc mà thấy nó mềm xèo à. Ở đây nó không có trang bị muỗng mà kim loại do cái vấn đề bệnh dịch á. Cho nên đa số là người ta làm đũa hoặc là muỗng một lần rồi dục luôn. Nói chung một tô rất là đáng. Tô của mình là 65.000. Còn tô có ba má với vợ mình tô thường là 50.000. Nước mía cũng rất là ngọt. Nói chung ok. Quán bán rất là được. Mình đánh giá cao.